Chờ một chút nha, ba con sắp đến mở cửa cho con bây giờ rồi đấy. Cô tránh ra mới đúng á, tôi đập luôn á. Lát nữa tôi đền xe cho cô. Có chuyện gì vậy? Anh là chồng của cổ đúng không? Phải. Vợ của anh á, nhốt con trong xe một tiếng đồng hồ rồi đó. Con có sao không? Dạ con không sao. Có ba ở đây rồi, con yên tâm nha. Dạ. Anh, cái bà này này, tính phá xe của mình đấy, dạy cho bà ta một bài học đi. Con đi chơi một xíu rồi quay lại nha. Dạ ba. Anh bị à? Sao tự nhiên anh đánh tôi vậy? Cô làm mẹ cái kiểu gì mà để con trong xe một mình vậy? Dạ em cảm ơn chị nha. Nếu mà không có chị á, em không biết con em